Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt tại chương trình Hội thảo đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức tại phòng hội thảo C2, trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2018, BK Holding phối hợp cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Khoa học, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp cùng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của hội thảo nhằm phổ biến Nghị định 38/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và kết nối các nhà đầu tư. Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Vâng, thưa quý vị thân mến, tới tham dự trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, rất vinh dự cho chúng ta còn được tiếp đón những quý vị khách quý. Ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trịnh Thị Hương, Trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Và cuối cùng là toàn thể các quý vị đang có mặt tại phòng hội thảo ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây, xin mời giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Phong lên phát biểu khai mạc hội thảo về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Xin trân trọng kính mời ông.